Thời điểm này, cả nước ta đang bước vào giai đoạn cao điểm chống lại đại dịch COVID-19. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ cách ly toàn xã hội trong vòng 15 ngày kể từ 0 giờ ngày 1 tháng 4 năm 2020 trên phạm vi toàn quốc. Đại dịch COVID-19 đã làm ảnh hưởng rất nhiều đến đời sống, sinh hoạt của người dân và bên cạnh đó còn là những hoạt động liên quan đến thể thao. Việc nhiều sự kiện không thể diễn ra cũng khiến cho những người làm thể thao không khỏi tiếc nuối. Vâng, tôi cảm thấy rất là tiếc nuối, nhưng trong bối cảnh dịch bệnh đang rất là phức tạp thì đó là một phương án rất là kịp thời để phòng chống dịch bệnh. Dù tiếc nuối nhưng đó lại là điều cần thiết vào lúc này. Bởi ý thức thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ chính là chúng ta đã góp một phần nhỏ bé vào công cuộc đẩy lùi giặc Covid với các bác sĩ, những người đang ở tiền tuyến để gồng mình chiến đấu với đại dịch Covid-19. Bên cạnh đó, những lời động viên vào thời điểm này cũng là rất kịp thời bởi nó đề cao tình đoàn kết, sự san sẻ yêu thương, tình người trong cuộc chiến chống lại đại dịch. Chúng ta là đồng đội, thể thao làm virus lao động. Xin cảm ơn đồng đội của tôi. Vâng, với phương diện là một y bác sĩ thì tôi luôn thấu hiểu và đồng cảm với các y bác sĩ đang chiến đấu ở tuyến đầu. Họ yêu công việc, họ yêu chúng ta, họ vì chúng ta. Tôi xin cảm ơn các đồng nghiệp của tôi, cảm ơn các bạn rất nhiều. Từ trong sâu thẳm, chúng tôi muốn dành lời cảm ơn sâu sắc đến các anh hùng áo trắng đang đối đầu với đại dịch Covid-19. Chúng tôi luôn mong các bạn vững tin, vững lòng và luôn kiên định. Chúng ta nhất quyết sẽ đẩy lùi Covid-19. Các y bác sĩ thân mến, các đồng nghiệp kính mến, chúng ta sẽ làm được, Việt Nam sẽ chiến thắng. Cả nước ta đang ở vào thời điểm then chốt, quyết định thành bại trong công tác chống dịch Covid-19. Chính bởi vậy, mỗi hành động nhỏ, mỗi lời động viên và sự ủng hộ về tinh thần cũng như vật chất của chúng ta vào lúc này chính là điểm tựa vững chắc nơi hậu phương cho những thiên thần áo trắng nơi tiền tuyến. Đừng sợ nhé, chúng ta vượt qua hết.